Rồi, xin chào các bạn. Hôm nay chúng em rất hân hạnh được ghép một bộ dàn cho anh Lê Hùng ở Hải Phòng theo đúng yêu cầu của anh. Thì ngày trước giới thiệu rất nhiều những bộ dàn giá rẻ bình dân, nhưng ngày hôm nay thì được dõi một chút sẽ sang những bộ dàn cao cấp. Và ngày hôm nay bộ dàn lên tới 101.200.000 đồng, một bộ dàn rất là hoành tráng. Các bác và anh em có thể thấy được là sử dụng tới 2 đô la, 1 đô la SH1008 này, 1 đô la B12, 2 quả loa súp, bộ dàn rất hoành tráng luôn. Và nguyên một thiết bị gồm 4 để 4 kênh, 1 chiếc vang số, 1 chiếc nâng tiếng và 1 mic không dây. Đây có thể nói một bộ dàn tiêu chuẩn như một phòng hát kinh doanh trong gia đình, với chất lượng âm thanh rất tuyệt vời. Nó đáp ứng chúng ta rất nhiều các tiêu chí như là vừa hát hay, vừa nghe nhạc hay và vừa trưng bày cũng rất hoành tráng, để chúng ta có thể thấy. Và đòi hỏi một không gian cũng phải rất là rộng rãi, sang trọng thì đặt bộ dàn như này nó rất phù hợp. Đầu tiên là 1 đô la SH1008 này, 2 bát 30, 1 loa chung, 1 loa chép kèn, và sau này nó có 1 cái loa chép mảnh nữa. Dòng loa rất nhiều đường tiếng và thiết kế màu gỗ cũng rất là sang trọng. Đô la thì cao 1m2, rộng 40, sâu 30. Tiếp theo 1 đô la full B12, một trong dòng loa karaoke chuyên nghiệp, bát 30 cân chép kèn và cũng màu gỗ cũng rất là sang trọng luôn. Đô la này có thể treo được các bác nhé, nó có cái ốc chờ sẵn để chúng ta treo này, và để ngay trên tủ kệ cũng được, hoặc là đặt những chân loa như này được. Và đặc trưng của bộ dàn này thì em đang ghép thêm tới tận 2 loa siêu trầm đánh ở chế độ stereo, đây trầm 560p các bác nhé. Mỗi một trầm lên tới 700W, đánh rất uy lực, rất sâu, rất mạnh mẽ. Để điều khiển bộ dàn này thì cần với một đẩy 4 kênh. Cơ con QA4800 Pro phiên bản là cao cấp nhất hiện tại em đang có đấy. 20 triệu con này đấy. Đánh rất rất hay, chất âm rất hay. Một chiếc vang số là điều khiển cả một hệ thống này. Vang số thì nó cho cái chất âm rất hay, ngọt ngào. Echo reverb vang nhại như là phòng hát kinh doanh. Và một chiếc nâng tiếng. Thực ra bản chất cái nâng tiếng này là chỉ là phụ thôi, để cho chủ nhân bộ dàn cao kê là anh yêu cầu là anh có thể tự chỉnh theo ý của anh. Tức là chỉnh bát riêng, chép riêng, chủ động bằng tay chứ không cần phải dùng bằng phần mềm ở trên vang số nữa. Và bên trên